và nhược điểm của cây giống cỏ lá gừng, hay một số nơi người ta còn gọi là cỏ lá tre đấy. Anh chị nào mà đang quan tâm đến cái giống cỏ sân vườn nói chung cũng như là cỏ lá gừng Thái, lá gừng thường nói riêng thì đừng có bỏ qua cái video này. Hôm nay tôi sẽ nói về ưu và về cái nhược điểm của chúng, để từ đó các chị lựa chọn có nên hay là không nên trồng cái loại giống cỏ này vào cái sân vườn của mình. Tôi là Hiệp, chuyên thi công thiết kế sân vườn. Mà chúng ta làm một cái sân vườn và chúng ta trồng cỏ đấy, thì cái diện tích cỏ mà nó chiếm cái diện tích của sân vườn thường từ 50-60% diện tích, nên nó vô cùng là quan trọng. Nếu như chúng ta trồng mà ta trồng sai cái giống cỏ, nó không phù hợp với cái điều kiện tự nhiên của cái sân vườn. Đầu tiên, cái yếu tố nó ảnh hưởng là chính là về cái cảnh quan nó không có được đẹp. Cái số 2 đó chính là về giá thành nó rất là cao. Và cái số 3 là khi mà nó không hợp với cái điều kiện tự nhiên ấy, chúng ta cần phải chăm sóc liên tục thì nó mới đẹp được. Từ đó nó sẽ tốn rất là nhiều chi phí để mà chăm sóc cũng như bảo dưỡng cái sân vườn. Cái số 4 đó chính là nó không đúng với cái ý thích, cái sở thích cũng như là cái công năng sử dụng cái sân vườn của chúng ta. Luôn tiện đây thì mình muốn chia sẻ cái câu chuyện, đó là có một cái anh khách hàng của mình, anh rất là thích cái loại cỏ đậu hay còn có tên là loại cỏ lạc, cái loại có hoa màu vàng đấy, không biết anh chị nào có biết không. Anh rất thích loại cỏ đấy và anh đã chọn cái loại cỏ đấy để mà trồng cho sân vườn của nhà mình. Nhưng mà cái sân vườn của nhà anh ấy thì nằm giữa hai cái tòa nhà rất là cao và hầu như nắng ấy, nó chỉ chiếu khoảng tầm từ 1-2 tiếng buổi trưa thôi. Mà cái loại thực vật có hoa thì loài nào cũng vậy, nó rất là ưa nắng, cho nên là sân vườn của anh đấy rất là tốt, cỏ rất là tốt nhưng mà gần như là hoa không có. Thì sau một thời gian anh đã chăm sóc rất là cực và cuối cùng cũng quyết định là thay một cái loại giống cỏ mới. Thì khi mà chúng ta không tìm hiểu như vậy thì chúng ta rất là tốn kém chi phí chăm sóc và cuối cùng chúng ta cũng phải thay cái giống cỏ mới. Và ngược lại, nếu như chúng ta biết những cái đặc điểm của cái loại giống cỏ mà chúng ta sắp trồng thì chúng ta sẽ có được một cái sân vườn đẹp, cảnh quan đẹp đúng với ý kiến, đúng với cái yêu cầu nguyện vọng của mình. Cái thứ hai đó chính là giá thành rẻ, cái thứ ba đó chính là chúng ta không cần chăm sóc quá đặc biệt cái cỏ sân vườn, cái sân vườn của chúng ta nó vẫn đẹp. Và điều đặc biệt đó chính là cái công năng sử dụng của nó sẽ rất là tốt. Chỉ như cái câu chuyện hồi nãy mình chia sẻ đấy, nếu mà chúng ta chọn cái cỏ đậu thì chúng ta không thể đi, không thể đứng, không thể nằm lên được, bởi cái loại cỏ này có hoa, cho nên khi chúng ta đi, chúng ta đứng nằm lên thì nó sẽ dập và nó sẽ gây chết. Do vậy chúng ta cần phải tìm hiểu rất là kỹ về cái đặc điểm, từ đó chúng ta đưa ra được cái sự lựa chọn có nên hay là không nên trồng cái giống cỏ đó hay không. Trở về cái chủ đề chính của ngày hôm nay, đó chính là ưu và nhược điểm của cái giống cỏ lá gừng thường. Thì đầu tiên thì mình sẽ nói về ưu điểm của nó nhé. Cái ưu điểm lớn nhất của nó đó chính là giá thành của nó tương đối là rẻ hơn trong tất cả các loại cỏ sân vườn. Đó là cái ưu điểm lớn nhất của nó. Cái ưu điểm số 2 đó chính là tốc độ sinh trưởng phát triển của nó rất là nhanh. Sau khi chúng ta trồng ở trong khoảng thời gian từ 1-2 tháng, thì trong khoảng một thời gian 1-2 tháng thì cỏ nó sẽ sinh trưởng phát triển và nó sẽ che phủ ở bề mặt đất gần như là 100%. Thì cái tốc độ sinh trưởng phát triển nhanh vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm. Thì xíu nữa cái nhược điểm mình sẽ phân tích. Thì tốc độ sinh trưởng phát triển của nó nhanh thì cũng sinh ra một cái ưu điểm số 3, đó chính là nó sẽ hạn chế được cái cỏ dại rất là nhiều. Chúng ta biết đấy là khi chúng ta làm cái mặt bằng, chúng ta cần phải cải tạo đất, chúng ta cần phải bón phân, cày xới, thì những cái hạt mầm cỏ dại ở trong đất thì nó sẽ phát triển. Tuy nhiên cái cỏ này nó đã lớn lên, nó đã che phủ và nó không cho cái ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp xuống đất, thì nó cũng sẽ hạn chế được cái cỏ dại rất là nhiều. Và cái ưu điểm số 4 chúng ta phải kể tới đó chính là chúng ta không cần chăm sóc quá đặc biệt thì cái loại cỏ này nó vẫn sinh trưởng và vẫn phát triển được. Ngay sau khi chúng ta trồng thì chúng ta không cần phải bón phân hay là chăm sóc tỉa tót gì cả, mà chúng ta chỉ cần tưới nước. Sau khoảng thời gian 1-2 tháng thì cỏ nó sẽ phát triển, từ đó nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều cái nhân công mà chúng ta chăm sóc sân. Nhược điểm của cỏ lá gừng thường, nhược điểm đầu tiên cũng là lớn nhất của nó, đó chính là về cảnh quan thì nó không được đẹp bằng các cái loại giống loại cỏ sân vườn khác, như là cỏ nhung nhật này, hay là cỏ lá gừng Thái, hay là cỏ đậu, hay là các loại cỏ của Bermuda, cỏ sân gôn đấy các anh chị. Thì nó, cái nhược điểm đầu tiên đó chính là về cảnh quan thì nó không được đẹp bằng. Cái số 2 đó chính là như hồi nãy mình nói, tốc độ sinh trưởng phát triển nhanh vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm đấy. Thì tốc độ sinh trưởng phát triển nhanh thì chúng ta cần phải thực hiện cắt cỏ thường xuyên, khoảng thời gian là từ 1-2 tháng hoặc là 3 tháng, tùy thuộc vào mùa mưa mùa nắng, và chúng ta sẽ có cái thời gian cắt tỉa khác nhau. Chúng ta cắt tỉa thường xuyên như vậy thì nó sẽ tốn cái chi phí để mà chúng ta cắt cỏ, cũng như là tốn cái chi phí nhân công để mà chúng ta thu gom và quét dọn cái cỏ mà ngay sau khi chúng ta cắt. Cái nhược điểm số 4 của cái giống cỏ này đó là chính là nó có cái lá cỏ rất là dài và to, do vậy nó không được êm khi chúng ta đi đứng nằm lên trên, cho nên các sân vườn nhỏ thì người ta thường không lựa chọn cái giống cỏ lá gừng thường này.
Cuối cùng mình có một cái đúc kết lại cho cái cỏ lá rừng thường này như sau. Đối với các công ty, các văn phòng, các nhà xưởng hay là các công viên có diện tích lớn mà họ muốn tiết kiệm, đầu tiên là cái chi phí trồng này, cái thứ hai đó chính là chi phí chăm sóc này, cái số 3 đó chính là họ muốn phủ xanh nhanh thì họ sẽ lựa chọn cái giống cỏ lá rừng thường này để họ trồng. Còn đối với các hộ gia đình và các cái công viên nhỏ nhỏ, các cái sân vườn nhỏ nhỏ mà yêu cầu về cảnh quan đẹp, chúng ta không nên lựa chọn trồng cái cỏ lá rừng thường này, bởi vì nó có quá nhiều cái nhược điểm. Thì chúng ta nên lựa chọn một cái giống cỏ khác như là cỏ Trung Nhật hoặc là cỏ lá rừng Thái. Rồi, video kết thúc tại đây, nói về ưu và nhược điểm của cái cỏ lá rừng thường. Các anh chị nào có các câu hỏi liên quan đến cỏ cây hoặc là sân vườn thì hãy để lại bình luận ở dưới cái video này. Chào và hẹn gặp lại, nhớ đăng ký kênh của mình.